Rất nhiều cổ động viên Man City đã tập trung bên ngoài sân vận động Etihad để chờ đợi 3 điểm trọn vẹn dành cho Man City và đội bóng sẽ lên ngôi vô địch sớm 3 vòng đấu. Cuộc chiến thắng trước Chelsea là đủ để Man City lên ngôi, nhưng Thomas Tuchel và các học trò đã khiến cho Pep Guardiola vỡ mộng khi đối đầu. Trước đối thủ Chelsea, dự đoán rất khó chơi, Pep Guardiola chỉ đạo cho các học trò chơi thận trọng và cố gắng kiểm soát bóng. Trận đấu trôi dần về những phút cuối và bước ngoặt đã xảy ra. Phút bù giờ thứ hai, Timo Werner thoát xuống rất nhanh trước khi tung ra đường căng ngang thuận lợi cho Marcos Alonso dứt điểm tung lưới Ederson ấn định tỷ số 2-1 cho trận đấu này. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Tính hấp dẫn khiến cho bóng đá luôn được coi là môn thể thao vua trên thế giới là bởi sự kịch tính. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu chưa vang lên, rất khó để chúng ta đoán trước được kết quả cuối cùng. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm lại top những bàn thắng kịch tính nhất trong bóng đá. Đã nhiều lần dù đến rất gần ngưỡng cửa của đỉnh vinh quang, nhưng Neymar vẫn chưa thể có được một danh hiệu cụ thể nào với đội tuyển quốc gia Brazil. Từ World Cup 2014 cho đến Copa America, anh vẫn thất bại trong việc lèo lái con thuyền xứ Samba chạm tay vào một chiếc cúp vô địch. Cho đến Olympic Rio de Janeiro 2016, giấc mơ kể trên đã được hoàn thành. Ở đó, Neymar chính là người hùng của Brazil khi cựu sao Barcelona nhận trọng trách sút quả penalty quyết định trong trận chung kết đối đầu với đội tuyển Olympic Đức. Không làm phụ lòng hàng ngàn cổ động viên nhà có mặt trên khán đài, anh đã thực hiện thành công quả đá đó và giúp cho Selecao có lần đầu tiên sau 64 năm chờ đợi giành được tấm huy chương vàng tại một kỳ Thế vận hội mùa hè. Trận chung kết UEFA Champions League mùa giải 1998-1999 giữa Bayern Munich và Man United chính là một trong những trận đấu được thừa nhận là hay nhất lịch sử của giải đấu số 1 lục địa già. Tất cả những gam màu từ thăng hoa, sự tỏa sáng đến từ những ngôi sao trong đội hình của cả hai đội và cả sự kịch tính đến những giây phút cuối cùng đều đã hội tụ đầy đủ trong đêm diệu kỳ tại Camp Nou ngày hôm đó. Đặc biệt là ở khoảnh khắc khi Quỷ Đỏ ghi bàn thắng ấn định thắng lợi chung cuộc với tỷ số 2-1 ở phút 90+3. Xuất phát từ quả đá phạt góc bên cánh trái của David Beckham, bóng tìm đến vị trí của Teddy Sheringham trước khi Ole Gunnar Solskjaer có pha dứt điểm một chạm tinh tế ở cự ly gần tung lưới đại diện nước Đức, đồng thời mang về danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 3 trong lịch sử đội bóng. Cristiano Ronaldo chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận chung kết Euro 2016 với người Pháp, nhưng thật không may khi CR7 gặp chấn thương và buộc phải rời sân sớm. Nhưng cuối cùng, giấc mơ có danh hiệu quốc tế lớn đầu tiên dưới màu áo đội tuyển quốc gia vẫn được hiện thực hóa thành công với cựu sao Real Madrid. Cú dứt điểm trái phá từ ngoài vòng 16m50 của Eder ở phút 109 đã giúp có chức vô địch Euro lần đầu tiên trong lịch sử. Trong một phát biểu vào cuối năm 2019, tiền vệ Luka Modric từng thừa nhận cú đánh đầu của người đồng đội Sergio Ramos tại trận chung kết Champions League năm 2014 là khoảnh khắc đã thay đổi toàn bộ lịch sử bóng đá châu Âu những năm sau đó. Nó đã mở ra kỷ nguyên thống trị tuyệt đối của Real với 4 danh hiệu Champions League trong vòng 5 năm. Đó là tình huống diễn ra ở phút 90+3 trong trận chung kết C1 mùa giải 2013-2014 trên sân vận động Estadio da Luz. Ở thời điểm Atletico Madrid đang dẫn trước Los Blancos với tỷ số 1-0, Real Madrid được hưởng quả đá phạt góc với Modric là người thực hiện. Ramos như từ dưới đất băng lên, tung cú đánh đầu cấp mặt cực hiểm đánh bại thủ thành Thibaut Courtois, mở bàn cho cú lội ngược dòng ngoạn mục của Bay Kèn Kèn trước đối thủ cùng thành phố.
Nếu để chỉ ra đâu là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Gareth Bale thì bàn thắng mà anh ghi được trước Barcelona tại trận chung kết Copa del Rey năm 2014 chắc chắn sẽ nằm trong số đó. Tỷ số lúc đó đang là 1-1 và đang bước vào thời gian thi đấu hai hiệp phụ. Trong một tình huống có lẽ là không quá rõ ràng khi Bale nhận bóng bên hành lang cánh trái. Một nhịp đẩy bóng và pha bứt tốc kinh hoàng không khác gì vận động viên chạy điền kinh đã hoàn toàn loại bỏ đi hậu vệ Matt Barca bên phía Barca. Sau đó là một loạt những tình huống dẫn bóng rất gọn gàng trước khi tung cú chích mũi giày điệu nghệ hạ gục thủ môn ở khoảng cách gần. Ngày 13 tháng 5 năm 2012 là một ngày không thể quên với tất cả các cổ động viên Man City. Họ bước vào trận đấu cuối cùng ở Premier League với nhiệm vụ là chỉ cần giành chiến thắng thôi là chắc chắn sẽ đăng quang danh hiệu vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 44 năm chờ đợi. Nhưng đến những giây bù giờ cuối cùng, họ vẫn đang để Queen Park Rangers cầm hòa 2-2. Kịch tính được đẩy lên cao trào từ đây khi nếu kết quả này được giữ nguyên, The Citizens sẽ đánh mất ngai vàng vào tay Man United. Nhưng không, ở đợt tấn công gần như là cuối cùng của mình, Mario Balotelli có đường chuyền đầy cảm giác cho Aguero băng lên từ phía sau, tung cú đá quyết đoán tung lưới đại diện đến từ London. Bàn thắng đó đã làm nổ tung sân vận động Etihad trước sự sung sướng tột độ của các cổ động viên nửa xanh thành Manchester. Các cầu thủ, thành viên trong ban huấn luyện cũng ôm chầm lấy nhau như là cách để thể hiện niềm hạnh phúc đang thực sự vỡ òa. Arjen Robben từng được biết đến với cái mác là thường hay vô duyên trong các trận đấu lớn. Chắc hẳn chúng ta không thể quên được khoảnh khắc anh sút hỏng quả 11m ở trận chung kết Champions League năm 2012 trước Chelsea khiến Bayern Munich đánh mất chức vô địch vào tay đối thủ. Một năm sau, đội bóng xứ Bavaria quay trở lại với một trận chung kết Champions League khác để phục hận với đối thủ là Dortmund. Và lần này, từ tội đồ trong quá khứ, tiền vệ người Hà Lan đã hóa người hùng với bàn thắng quyết định khi đánh bại thủ môn Roman Weidenfeller trong tình huống đối mặt, mang về chiến thắng 2-1 cho thầy trò huấn luyện viên Jupp Heynckes và danh hiệu Champions League thứ 5 trong lịch sử câu lạc bộ. Cú đá penalty quyết định ở loạt sút luân lưu trong trận chung kết World Cup 2006 có lẽ là khoảnh khắc quan trọng nhất sự nghiệp của cá nhân hậu vệ Grosso bên phía đội tuyển Italia. Cú đặt lòng chính xác đánh bại thủ môn Fabien Barthez của đội tuyển Pháp đã mang về chức vô địch thế giới thứ 4 trong lịch sử của đất nước xứ sở Mì Ống, đồng thời cũng là danh hiệu đầu tiên kể từ kỳ World Cup España 1982. Đến nay dù đã hơn một thập kỷ trôi qua nhưng rất nhiều người, trong đó có cả tôi, vẫn nhớ như in trận bán kết lượt về Champions League năm 2009 giữa Chelsea và Barcelona. Lượt đi, hai đội đã hòa nhau không đều và The Blues có đôi chút lợi thế trong màn tái đấu ở Stamford Bridge. Họ đã sớm mở tỷ số do công của Mason Essien. Nhưng đỉnh điểm của trận đấu là đến từ những sai lầm rất khó chấp nhận của vị trọng tài chính khi ít nhất là 4 lần ông đã khước từ những quả 11m rõ như ban ngày dành cho Chelsea. Để rồi đến những giây cuối cùng, đại diện nước Anh nhận trái đắng khi Andres Iniesta tung cú vuốt bóng từ ngoài vòng cấm tuyệt đẹp tung lưới Peter Cech mang về tấm vé dự trận chung kết cho thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola bởi luật bàn thắng sân khách. Lại vẫn là cái tên Iniesta gieo rắc nỗi sầu dành cho đối phương trong những thời khắc cuối cùng của trận đấu.
Hơn một năm sau bàn thắng vào lưới Chelsea, anh bước vào một trận đấu lớn khác khi cùng đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với Hà Lan ở chung kết World Cup 2010. Phút 116, trước sự lơ là của hàng thủ đội bóng áo cam, tiền vệ Barca tung cú đá chéo góc quyết đoán đánh bại Martin Stellenbosch, giúp cho La Rosa giành thắng lợi sát nút 1-0 và có lần đầu tiên bước lên đỉnh thế giới ở đấu trường World Cup. Các bạn vừa xem qua những bàn thắng kịch tính nhất trong bóng đá. Đừng quên để lại bình luận bên dưới video để tương tác với kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.